Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ép doanh nghiệp ký kết đảng chôn tỷ đô trên sa mạc. Vụ thanh tra điều tra dự án dầu khí Junin 2 của tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN ở Venezuela vẫn đang được thúc đẩy và có khả năng sẽ hoàn tất trước đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021. Các tranh cãi, tố giác chủ yếu tập trung vào các câu hỏi báo cáo chất lượng và báo cáo đầu tư của dự án có sai phạm gì hay không. Đây là hình ảnh Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN cho ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, người từng giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí vào ngày 4 tháng 3 năm 2016. Dự án đầu tư khai thác mỏ Lô Junin 2 tại Venezuela do Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí PVEP, công ty con của PVN làm chủ đầu tư từ năm 2010. Thông tin cho đến nay cho thấy PVEP góp 40% vốn liên doanh làm ăn với Công ty Dầu khí Quốc gia của Venezuela. Theo giấy chứng nhận đầu tư số 398 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp vào năm 2012, trong giai đoạn 1, 2010 và 2015, PVEP sẽ rót khoảng 1,8 tỷ đô la vào dự án này. Tính toán ban đầu cho thấy công suất khai thác giai đoạn 1 của dự án là 50.000 thùng dầu mỗi ngày, giai đoạn 2 nâng lên 200.000 thùng dầu mỗi ngày. Lô Junin 2 có tổng diện tích khai thác là 522,8 km vuông trên đất liền thuộc các huyện của Venezuela. Vào tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó đã chỉ đạo PVEP tạm dừng đầu tư vào dự án do dự án không có tiến triển. Vào tháng 9 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trung Hòa Bình yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục làm rõ các vấn đề như thẩm quyền đầu tư đối với các dự án để làm rõ trách nhiệm về các sai phạm, trong đó có dự án Junin 2 tại Venezuela. Thời gian ký kết và thực hiện dự án, Tổng Giám đốc PVEP là ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, người sau này đã từ chức Tổng Giám đốc PVN. Đây cũng là giai đoạn khi ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị đang thụ án tù, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN vào năm 2008 cho đến 2011. Báo điện tử Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có riêng một bài viết chỉ ra ba cái lạ trong dự án tỷ đô tại Venezuela của PVN. Đây là hình ảnh hợp đồng thành lập và quản lý công ty liên doanh Petro Lo Junin 2 thuộc vành đai dầu khí Orinoco tại Venezuela, được đại diện Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Venezuela chính thức ký kết vào ngày 29 tháng 6 năm 2010 tại thủ đô Caracas, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam và Venezuela. Cái lạ đầu tiên là không chỉnh Quốc hội. Trong một văn bản gửi PVN vào ngày 5 tháng 8 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề nghị phải khẩn trương hoàn tất hồ sơ dự án để trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Tiếp đó, vào ngày 10 tháng 8 năm 2010, Bộ Tài chính cũng có công văn khẳng định rằng theo nghị quyết số 49/2010 của Quốc hội khóa 12 thì PVN phải lập hồ sơ trình chủ trương Quốc hội. Phản hồi về điều này, PVN cho rằng dự án được triển khai trước năm 2010 nên không áp dụng nghị quyết trên. Tuy nhiên, ngay cả khi lập luận như vậy, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ vào nghị định 09/2009 về quản lý tài chính và công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của dự án Junin 2 là 1,8 tỷ đô la, đều là vốn nhà nước. Bởi vậy, đây là dự án công trình quan trọng của quốc gia thuộc diện phải trình Quốc hội thông qua theo nghị định số 66/2006 của Quốc hội khóa 11. Theo đó, tại khoản 1 điều 2 của nghị quyết này nêu lên quy mô vốn đầu tư từ 20.000 tỷ đồng Việt Nam trở lên đối với dự án công trình có sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên được xem là dự án công trình quan trọng quốc gia và phải thông qua Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Tuy chưa xin ý kiến Quốc hội, nhưng từ tháng 5 năm 2009, PVN đã cho tiến hành các hoạt động phối hợp thăm dò, đàm phán. Đến ngày 29 tháng 6 năm 2010, thì PVN đã cho ký hợp đồng với phía Venezuela. Cái lạ thứ hai là hàng trăm triệu đô la ra đi mà chưa nhận được gì. PVN đã chấp nhận một điều khoản là phải trả phí tham gia cho Venezuela với mức 1 đô la một thùng dầu trong vòng 30 tháng, bất kể có dầu hay không, PVN vẫn phải nộp phí này cho họ. Đây là hình ảnh Tổng thống Hugo Chávez và Chủ tịch nước Việt Nam, khi đó ông Nguyễn Minh Chiết, chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác dầu khí ở Hà Nội hồi năm 2006.
và nếu không nộp đủ tiền thì toàn bộ cổ phần của PVN trong liên danh sẽ tự động bị chuyển cho đối tác Vinsina. Phía PVN và PVEF cũng sẽ không được quyền thanh toán hoặc đền bù bất cứ đồng nào từ các khoản đã đóng góp, vay vốn hay đầu tư ở Junin 2. Tổng số tiền phải chuyển cho đối tác theo điều khoản này là 584 triệu đô la. Trong một văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 10 năm 2010, gọi đây là tiền hoa hồng dự án, trong khi phía Việt Nam chưa nhận được bất kỳ giọt dầu nào từ dự án này. Theo báo cáo tài chính năm 2016 của PVN, PVN sau khi chi hai khoản chi phí lần đầu và lần thứ hai với hơn 442 triệu đô la vào năm 2011 và 2012, thì đến năm 2013, PVN phải ngừng nộp cho phía Venezuela khoản phí lần thứ ba là 143 triệu đô la để đánh giá lại. Như vậy, tính ra PVN đã rơi vào nguy cơ mất trắng 442 triệu đô la phí tham gia hợp đồng. Cái lạ thứ ba là phía bộ từng cảnh báo nguy cơ rủi ro nhưng PVN vẫn cương quyết đầu tư. Trong một văn bản gửi cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 8 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phân tích các rủi ro tại thị trường Venezuela, trong đó nhấn mạnh rủi ro về chính trị, tức là thay đổi thể chế, đặc biệt là về tài chính, tức là lạm phát, chênh lệch tỷ giá, yêu cầu sử dụng dịch vụ nội địa, phá giá đồng tiền. Bộ này đã đề nghị phải được cân nhắc hết sức thận trọng, đặc biệt khi nó được đầu tư bằng vốn nhà nước và vốn vay của doanh nghiệp nhà nước. Còn vào ngày 10 tháng 8 năm 2010, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cũng cảnh báo một loạt các yếu tố rủi ro về khoản góp vốn của PVN khi chưa có đánh giá cụ thể, chưa cập nhật các chi phí tỷ suất thu hồi. Đặc biệt, Bộ Tài chính còn yêu cầu PVN giải trình khoản thanh toán 584 triệu đô la bằng tiền mặt trong khoảng thời gian ngắn với cái gọi là phí tham gia hợp đồng cho phía Venezuela. Theo Bộ Tài chính, đề xuất thanh toán phí tham gia hợp đồng lần này đã thay đổi phương án và sẽ ảnh hưởng tương đối lớn đến việc huy động tài chính của PVN và đề nghị PVN giải trình cụ thể về phương án thu xếp, theo dõi và giám sát số phí tham gia hợp đồng là 584 triệu đô la. Dự án Junin 2 tại Venezuela được xem là điển hình về lãng phí trong đầu tư công của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh biểu đồ tỷ giá đơn vị tiền tệ của Venezuela so với đồng đô la tại thị trường chính thức đỏ và thị trường chợ đen là xanh, cho thấy dấu hiệu của siêu lạm phát đã có từ năm 2013. Đây cũng là dự án khủng nhất mà PVEF, đại diện của phía PVN đầu tư ra nước ngoài với mục đích thăm dò và khai thác dầu khí. Truyền thông trong nước còn phải gọi là cú đầu tư của PVN giống như một cuộc lao đầu tập thể vào lửa. Bởi thời điểm PVN chính thức đầu tư vào Venezuela là năm 2010, cũng là lúc truyền thông quốc tế đã chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về nền kinh tế và đồng tiền của quốc gia này. Hơn nữa, cũng chính vào thời điểm đó, có đến 18.000 nhân viên mà hầu hết là chuyên viên và nhà quản lý chuyên nghiệp của công ty dầu khí quốc gia Venezuela bị sa thải, để thay thế vào đó gần 100.000 người chỉ biết chuyên tâm ủng hộ chính phủ. Từ năm 2006, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế cũng từ chối xếp hạng tín nhiệm của hãng dầu khí của Venezuela vì không công bố báo cáo tài chính. Báo chí trong nước nhận định chỉ cần lướt qua sơ một vài dữ liệu thô như trên thì thật khó tin rằng một nhà đầu tư nào dám đầu tư liên doanh với công ty dầu khí của Venezuela. Vậy mà PVN vẫn tài tình trình chính phủ vào thời gian hoàn vốn 7 năm và mức sinh lợi cao đến từ dự án đầu tư với công ty dầu khí Venezuela. Nhưng vấn đề đặt ra là các bộ ngành cấp trên ở đâu khi để PVN đầu tư một cách lố bịch như vậy? Nhà báo Trần Ngọc Thơ viết như sau: người chơi mất kiểm soát, nhưng còn các bộ ngành tham mưu ở đâu lúc đó? Các bộ kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính cũng có đưa ra những cảnh báo cần thiết, nhưng những cảnh báo này nhẹ tựa lông hồng nếu đặt lên bàn cân hàng tỷ đô la hiếm hoi mà cả nền kinh tế chất chiêu tìm kiếm được lúc bấy giờ. Giai đoạn 2009-2011 là thời điểm dự trữ ngoại hối của Việt Nam chỉ khoảng 12 tỷ đô la, ở mức thấp nhất trong lịch sử từ năm 1997. Vậy mà chỉ riêng một trong tổng số 13 dự án đầu tư dưới nước ngoài của PVN đã ăn hết 20% trong tổng số ngoại tệ quốc gia. Phản ứng của các bộ ngành thật không xứng đáng với vai trò là kiến trúc sư trưởng của nền kinh tế và quản lý rủi ro mà nhân dân kỳ vọng. Nhiều vụ việc tham nhũng gần đây cho thấy các bộ ngành dường như có vẻ ít tiếng nói trong các vụ mua bán đầu tư của các tập đoàn kinh tế. Họ làm vậy cũng chỉ để phần nào giảm nhẹ trách nhiệm công vụ về sau hơn là thực hiện chức trách thiêng liêng được giao phó. Mãi đến năm 2013, khi không có bất kỳ một dấu hiệu thùng dầu nào được khai thác, GDP của Venezuela
sụt giảm đến 50% và xuất hiện siêu lạm phát, chính phủ mới quyết định tạm dừng dự án, điều mà đáng lý phải thực hiện ngay khi triển khai nếu mọi thứ đều minh bạch và trách nhiệm giải trình được thực thi ngay từ đầu. Cần phải làm rõ những điều phi lý này để nghiêm trị những ai làm sai trái, nhưng tất nhiên chúng ta cũng sẽ sản sinh hàng loạt điều phi lý khác trong tương lai nếu như không trị ngay từ gốc rễ của vấn đề. Những vụ tương tự như PVN vẫn sẽ còn xảy ra nếu như tham vọng đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng vẫn chỉ là mơ ước xa vời trên hành trình của Việt Nam hóa ròng. Và các nguồn tin trong nước cho biết Bộ Công an cũng đang xác minh về tố giác dấu hiệu sai phạm tại dự án Junin 2 tại Venezuela. Còn ở phía dân sự, Bộ Tài chính đang làm báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh dự án dầu khí của PVEP tại Peru. Đầu tháng 10 mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an A09 có văn bản yêu cầu PVN cung cấp thông tin về dự án Junin 2. Lý do được nêu ra là A09 đang điều tra, xác minh, tố giác về dấu hiệu sai phạm tại dự án Junin 2, Venezuela, và nay cơ quan này đang thu thập chứng cứ theo Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Trước đó vào hồi tháng 2, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế, Buôn lậu C03 cũng có văn bản đề nghị PVN cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc thực hiện dự án này. Đáng chú ý là truyền thông trong nước vào hồi tháng 3 năm 2019 đã tiết lộ trong số 13 dự án đầu tư ra nước ngoài của PVN có 11 dự án thua lỗ, nguy cơ lỗ. Mỗi dự án có quy mô từ vài triệu đô la cho đến hàng tỷ đô la như dự án Junin 2 ở Venezuela chẳng hạn. Báo Tuổi Trẻ cũng đã liệt kê cụ thể các dự án thua lỗ của tập đoàn con cưng này sau nhiều năm tham gia góp vốn đầu tư vào công ty Gazprom Việt để nghiên cứu phát triển khai thác dự án đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại Nga. Đến năm 2017, PVN bất ngờ xin rút vốn nhưng chính phủ không đồng ý. Chính phủ đã yêu cầu PVN đàm phán thống nhất với phía Nga để không phát sinh thêm chi phí. Cũng với mục tiêu thăm dò dầu khí tại Congo, PVEP đã góp vốn vào dự án xăng dầu Maria 11. Nhưng vì dự án không hiệu quả, đến tháng 6 năm 2017, PVEP đã xin chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. PVEP cũng đầu tư phát triển dầu khí ở Dana ở Iran. Dù đã đầu tư hơn 82 triệu đô la, nhưng đến nay PVEP buộc phải dừng và giãn tiến độ dự án. Tại sân nhà ASEAN, các dự án đầu tư của PVN cũng không khá hơn chút nào. Đầu năm 2018, PVN đã đề nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép PVEP được chuyển nhượng toàn bộ 15% quyền lợi tham gia vào lô dầu khí PM304 và kết thúc dự án tại các lô tại Malaysia. Riêng tại Myanmar, PVEP có tới 3 dự án đầu tư chưa rõ hiệu quả. Đó là các dự án ở lô M2, lô MD2 và lô MD3 đang được PVEP cân nhắc hiệu quả đầu tư, gia hạn hoặc dừng dự án. Tại Campuchia, sau khi PVEP đầu tư 72,4 triệu đô la để thực hiện thăm dò dầu khí, đến nay đã hết thời hạn cấp phép đầu tư. PVEP vẫn chưa thể triển khai dự án, buộc phải chuyển nhượng lại cho đối tác nước ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 2020 với bản tin ép doanh nghiệp ký kết Đảng chôn tỷ đô trên sa mạc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.